Có chị đi nhá. Em cảm ơn chị đi ạ. Anh mời bạn nào nó khét khét một tí nào. Khét mù luôn đấy. À, Phạm Tuấn này. Anh ấy có mời thằng Phạm Tuấn đấy, em vay nó tí tiền nhỉ? Có mời thằng Phạm Tuấn không để vay tí tiền? Em mời đi, mời trước đi xem có xin được tiền không. Ok anh Mạnh ơi. Em chào các sếp nha. Nhà chị Hello Phạm đây. Tuấn nhá. Em chào nhá. Ủa lâu ghê mà lên live stream phát được toàn các anh nổi tiếng mời luôn. Ui Khoảng nổi gì đâu em, nói chung là vào đây khoảng nó 2 đều tháng, có 3 tháng em chưa lên sóng đây anh ạ. May mới lên vào sóng đây được. đều có việc hết Không thì bị anh được em đâu. mời nhau bàn việc Bia. mà em. Không dành cái tai nghe. Chào mọi người nhá, chào tất cả anh em. Tuấn ơi, anh Sơn Tuấn anh dạo có này xúi làm anh ăn là sao tốt anh không vay em em? 2 triệu. Có việc gì đấy anh? Anh Sơn anh có Tuấn dạo xúi này anh làm ăn sang tốt vay không? đố vay em 2 triệu. Em không nghe rõ anh. Anh Sơn anh cứ xui anh là sang đố vay được em 2 triệu. Anh Sơn bảo vay em 2 triệu á. Tức là anh Sơn xui anh là đố anh vay được em 2 triệu. Đố sao anh lại vay em, lần trước anh còn mừng tuổi em 2 triệu mà anh quên à? Bây giờ em là em thì anh phải phải cho em chứ đúng không anh? Sao em lại anh là anh lại cần vay em là như nào? Anh đang ốm đau anh vay lại tí để mai đi khám bệnh. Nhưng mà em đang bảo là cái hôm nọ em đang lại em say rồi. Em lên em nghe anh nói vài câu là em buồn lắm, cho nên là em định không 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 quan hệ với anh nữa. Xong rồi anh mời vào thì anh lại vay tiếp 2 triệu nữa thì nước mắt em lại rơi rồi. Sao mới chào với chị nhà sao nó cứ thoát ra bên ngoài Mic hỏng. Kéo là mic hỏng, cái thằng này thì đang lâu loạn thì gay cấn mày này, mic hỏng người ta. rõ ràng là anh Có em xương minh máu cùng một lò với nhau mà ngày xưa rất là tình cảm. Tự nhiên lên mạng bên như này anh bảo anh thì cũng sắp gọi là anh thì cũng sắp cưới gả quy tiên rồi, em cứ bảo là đợi anh khá về để anh chờ sao được. sao em chờ được, em đang bảo năm nay không anh không anh không không chết trong trong năm nay được đâu, thì chứ đợi anh khá về thôi Anh không chờ được thật, thôi cho anh vay 2 triệu tạm ứng cho anh. anh. Bấm cái quả bi cây cho nó đẹp đấy. Bây như này, thế bây giờ anh mà đi thì Tuấn phòng ý bao nhiêu? Đi đâu anh? Nếu như anh đi xa thì nếu mà bình thường ấy, những cái người mà không hiểu thì sẽ phong bì bằng tiền với anh, nhưng mà khi mà anh chồng anh chết ấy, dùng từ chết cho lặng nhá, thì em sẽ làm đúng theo quan điểm Phật giáo, không bị đọa không đọa địa ngục anh ạ. Em sẽ dọn ban hồi niệm tới để A Di Đà Phật đấy, để anh được vãng sanh và cõi lành. Thì em không hứa trước, nhưng em sẽ đi đi tích nhiều âm đức để em hồi hướng công đức của em cho anh, để anh được vãng sinh và cõi lành. Cộng Đúng công nha với bạn. Ô, thôi, 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 em thôi nhìn thôi cuộc đời của anh là thôi thôi anh thôi dễ thôi đọa vợ. thôi 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 em ạ. Anh Sơn nói khoai, anh bảo ăn được 1 đồng của thằng Tuấn thì chắc là ốm luôn. Anh Sơn vừa nói xong. Anh Sơn bảo tượng mạng là đến đấy là quay clip để câu view về comment tất cả các đại ca lại câu và tất cả các thứ không được sử dụng máy quay đấy. Thôi Quỷ Nhật Trang thì thường người ta nhập vào lúc sống chứ ai nhập vào lúc chết rồi anh. Thôi 60 năm rồi nha. anh bảo này, lúc anh sống thì anh chả biết em tốt với anh như nào, em cứ cho anh tí thì cho nó biết, nhưng bây giờ chết anh chả biết là về cõi nào cả, nghe nó ảo lắm. Chết thì đi đâu kệ mẹ nó, chứ lúc sống cứ phải ăn no đã, cứ cho nhau vay 2 triệu đi. Được chưa? Anh em tập trung phải đi, em bảo xong đi anh nói này.
Em anh mở cái camera ngược lại đã. Anh Sơn nói chuẩn thật. Đây. Anh Khánh ơi, các em biết Khánh Sơn Kai không? Chưa 6 mấy nhỉ? 26 12. 26 12 mỗi thằng em ơi, 26 12 mỗi thằng triệu 2. Nhân 3 cả nhà. Ơi, tặng ít vòng tay đội quà 9 xu đi. Nhưng anh là 7 nữa. Bây giờ mỗi người hỗ trợ anh Khánh 200 nghìn là anh Khánh đủ. Chị mẹ mới thằng 300, mình sợ thật, học viên nó đi học khoa học mấy chục triệu mà đưa bệnh tật, đau ốm em ạ. À. Tấm anh Sơn còn cho anh 5 triệu, hiểu chưa? Cháu. Con bít cho 50 nghìn. Đủ bít ok hết rồi. Chán. Ừ. Bít nó còn ok hơn Tuấn rồi. TikTok kiểu như là đa phần TikTok mọi người đều các anh các chị đều hơn tuổi em mà thì các anh phải hơn em chứ. Em là phận con cháu vẫn nhỏ thì làm sao bằng anh chỉ nói Tuấn này. Anh nói Tuấn này, ngày xưa anh được thầy giáo giảng những cái bài anh ngu mà ngày sốt. Anh được học những cái bài gọi là như kiểu mò trăng đáy nước mới là hái hoa trong gương. Hôm nay anh được em là đưa anh về gói siêu sinh tịnh độ. Mò trăng đáy nước anh. Mò trăng đáy biển, mò trăng đáy nước anh. Này, mò trăng đáy nước thì hái hoa đâu trong gương là sao mày? Đấy, thì là ý là câu chuyện nó kiểu nơ mơ ấy. Mà bây giờ ông Tuấn lúc này bảo là để váng sinh về quán ảnh. Ơ thế. Thế anh hỏi Tuấn nha, hôm anh chết thì là phán xin quay anh thì là em cúng hay là ai cúng? Thường là những người phải phải giữ giới mới hộ niệm cho anh được, ban hộ niệm cho anh được. Niệm thế ban hộ niệm, ban hộ niệm thuê bao nhiêu tiền? Em không giữ giới, em đến gần anh là anh sẽ bị sân si hơn, anh sẽ đọa. Thế cái ban hộ niệm nó gồm bao nhiêu người? Ban hộ niệm gồm bao nhiêu người? Càng đông càng tốt anh, càng đông càng tốt. Càng đông càng tốt, thế thuê cái đoàn ấy bao tiền? Thường là họ sẽ đến hộ mình chứ không không thôi hộ cái hộ đâu. Này lấy tiền là những không phải tại vì những chỗ lấy tiền họ là thôi 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 tôi xin ông 2 triệu ông còn đéo hộ tôi, ông này bảo người ta hộ tôi lúc chết. Thôi 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 lại còn càng đông càng tốt, ai đi hộ ông một ngày mấy ngày liền mà lại hộ niệm. Đâu, một thôi, ngày thôi, thôi. Thôi thằng Phạm Tuấn này nhá, em định rong đâu vào câu chuyện là mày thuê ba ban hộ niệm bao tiền thì thôi mày đưa mẹ luôn đi. Hỏi, trả lời thôi, không rong. Anh hỏi mà, anh hỏi là hôm đấy sẽ như nào. Anh Sơn đẹp chưa? Anh Sơn đẹp chưa? Đang định hỏi, đang định bảo nó là mày thuê ban hộ niệm bao tiền thì mày xuống mẹ luôn như việc gì ở đợi chi chết với hộ niệm. nó bảo là ban hộ niệm chịu hộ không thì chết, làm gì có chuyện đấy. Anh em gì có nói chuyện bình thường anh em thôi, anh lại vừa nói bậy này, vừa chửi em này. Không. Anh không chửi. Ý là anh sắp đi xa đấy, anh rất là vội, em thời gian em còn dài. Anh không thể đi xa được, làm sao mà chết không. Được? Chết em, đâu anh. Em thời gian em còn dài, anh vội sang quá. Thời gian em còn dài, anh vội lắm, anh phải hối thúc, hiểu chưa? Hối thúc. Đúng rồi, giờ Khánh nó kiểu nó cũng cấp độ 2 rồi em ạ, suy đoán. Ơ thật mà. Cấp độ 2, thuốc thang, giấy tờ, sổ bệnh, các kiểu. Nó trắng rồi. Đấy, thấy không? Người bệnh. Người bệnh nó trắng. Bên đây nó còn giúp Khánh 50. Năm đấy nhìn đấy. Mua cốc trà sữa, một tẩm bổ. NLTC. À, biết rồi. Tuấn này bạn thân Hoàng Phong anh ạ. Toàn ở nhà Hoàng Phong chơi thôi. em anh Phong mà bạn đâu em anh Phong. Ừ thì em anh Phong em, thì nhưng mà anh thấy thôi, trong thôi. Sổ sách của em có ghi tên Tuấn không? Sổ gì anh? Tức là Khánh nó có tức ghi là tên trong sách cái trong cái sổ của em ấy. Danh sách những người ủng danh hộ sách những người đúng rồi. Tức là danh sách những người phúng điếu và những người chưa hỏi thăm bằng chưa phúng điếu bây giờ thì không có điếu em. Là tức là anh. Thì đấy. Cứ trong nhớ xé cái tờ giấy đấy ra xong dán lên tường trước nhá. Không nhỡ sau không dán được người ta không thấy tên. Một ngày
Nhưng mà bây giờ anh đang thu hoạch được bao nhiêu tiền thùng mía không anh? Ngày hôm nay chưa được đồng nào cả. Mẹ cái dao cạo cạo tóc đẹp trai mất tí vào phòng tắm rửa. Tức là ngày hôm nay mới là 14 phút thôi, sang ngày mới được 14 phút thì chưa được đồng nào. Ngày hôm qua được 3 triệu của một anh bên Nhật. Anh hội người Ninh Bình như đang bên Yokohama, anh cho 3 triệu. Đấy, người ta chả biết anh là ai mà người ta còn cho anh được 3 triệu. Phạm Tuấn thì cứ anh Khánh với cả anh Sử Cây với cả gì gì đấy mà anh em mình biết nhau. Nhưng mà thật đúng, phải điều tra gốc gác là Phạm Tuấn ghế của Hoàng Phong này. Đâu đấy, đấy là cái văn phòng mới. Văn phòng mới đúng không? Em sai sang văn phòng chơi đúng không? Em sang được một lần. Thằng Hoàng Phong vừa rồi nó cho anh một bài học đấy. Bài học gì anh? Đây. Bài học nó cho anh. Nghĩa là nó ủng hộ Khánh một bài học đấy Tuấn. Nó không ủng hộ tiền mà nó ủng hộ một bài học ấy. Anh nói Phạm Tuấn này, cái năm 2019-2020 thì em biết anh cũng có tí tiền. Bây giờ là vàng đeo đầy người em biết đúng không? Lấy cho anh cái danh sách phù điếu. Cái gì vậy? Tại vì cái lúc mà 29 với cả 20 là anh chưa vào đời. Từ lúc anh vào đời xong rồi em thấy là anh đi xuống nhiều đấy.